Này, bạn có biết người giàu họ ít khi nghĩ về tiền lắm không? Đúng vậy, điều này nghe có vẻ khó tin, nhưng thực tế là họ không dành nhiều thời gian để lo lắng về tiền bạc như chúng ta thường nghĩ. Thay vào đó, họ tập trung vào những điều khác, những điều mà có thể bạn chưa từng nghĩ đến. Nghe lạ tai nhỉ? Nhưng mà thật đấy, họ không phải là những người suốt ngày ngồi đếm tiền hay lo lắng về việc làm sao để có thêm nhiều tiền hơn. Thay vào đó, họ có một cách tiếp cận hoàn toàn khác. Họ chỉ tập trung vào việc mình giỏi cái gì và làm sao để giúp ích cho người khác thôi. Họ tìm ra điểm mạnh của mình, phát triển nó và sử dụng nó để tạo ra giá trị cho cộng đồng. Điều này không chỉ giúp họ thành công mà còn mang lại lợi ích cho nhiều người khác. Tiền bạc tự khắc sẽ theo sau. Khi bạn tạo ra giá trị thực sự, tiền bạc sẽ tự động đến với bạn. Đó là một quy luật tự nhiên mà không cần phải ép buộc. Cứ tưởng tượng bạn mê một thứ gì đó lắm, bạn dồn hết sức để tạo ra một sản phẩm thật tuyệt vời. Khi bạn đam mê và cống hiến hết mình cho công việc, kết quả sẽ phản ánh sự nỗ lực của bạn. Sản phẩm của bạn sẽ nổi bật và thu hút sự chú ý của mọi người. Thành công sẽ tự động gõ cửa thôi. Bạn không cần phải chạy theo nó, chỉ cần làm tốt công việc của mình và thành công sẽ đến với bạn một cách tự nhiên. Người giàu họ suy nghĩ như vậy đó. Họ không để tiền bạc chi phối cuộc sống của mình, mà tập trung vào việc tạo ra giá trị và cống hiến cho xã hội. Họ hiểu rằng, khi bạn làm điều gì đó tốt đẹp, tiền bạc sẽ tự động đến. Họ không có bị ám ảnh bởi chuyện kiếm tiền, mà là tạo ra giá trị. Họ luôn tìm cách để cải thiện bản thân và sản phẩm của mình, không ngừng học hỏi và phát triển. Điều này giúp họ không chỉ thành công, mà còn trở thành những người có ảnh hưởng tích cực đến xã hội. Và đó chính là bí mật lớn nhất mà chúng ta sẽ khám phá ngày hôm nay. Bí mật của sự thành công không nằm ở việc kiếm tiền mà ở việc tạo ra giá trị. Khi bạn hiểu và áp dụng điều này, bạn sẽ thấy cuộc sống của mình thay đổi một cách kỳ diệu. Hãy bắt đầu từ hôm nay, tìm ra điểm mạnh của mình, phát triển nó và sử dụng nó để giúp ích cho người khác. Bạn sẽ thấy rằng thành công và tiền bạc sẽ tự động đến với bạn. Tư duy chính là chìa khóa để mở ra cánh cửa giàu có. Nó giống như cái bộ não của chiếc điện thoại vậy, quyết định cách bạn xử lý thông tin và quyết định mọi việc. Người giàu họ có một bộ não đặc biệt, giúp họ nhìn thấy cơ hội, vượt qua khó khăn và thành công rực rỡ. Họ không phải sinh ra đã giàu, mà họ đã tự rèn luyện cho mình tư duy của người giàu. Và tin vui là, bạn cũng có thể làm được như vậy. Có rất nhiều ý nghĩ sai lầm về người giàu. Người ta thường nghĩ họ ích kỷ, chỉ biết đến tiền hoặc là trúng số độc đắc. Thật ra, rất nhiều người giàu xuất thân từ hai bàn tay trắng. Họ đã cố gắng không ngừng, vượt qua muôn vàn khó khăn để có được thành công. May mắn chỉ là một phần nhỏ thôi. Yếu tố quyết định chính là tư duy và hành động của họ. Đừng để những lời nói của người khác ngăn cản bạn trên con đường làm giàu nhé. Rào cản lớn nhất ngăn cản bạn đến với sự giàu có chính là bản thân bạn. Đó là những giới hạn mà bạn tự đặt ra, những nỗi sợ hãi và sự thiếu tự tin mà bạn tự tạo ra trong tâm trí mình. Những rào cản này không phải là những thứ hữu hình mà bạn có thể nhìn thấy hay chạm vào, mà chúng tồn tại trong suy nghĩ và cảm xúc của bạn. Nỗi sợ hãi, sự thiếu tự tin, những suy nghĩ tiêu cực, chúng giống như những bức tường vô hình nhốt bạn lại vậy. Bạn có thể cảm thấy mình không đủ giỏi, không đủ thông minh, hoặc không đủ may mắn để đạt được những gì mình mong muốn. Những suy nghĩ này có thể làm bạn chùn bước, khiến bạn không dám bước ra khỏi vùng an toàn của mình. Người giàu họ đã học được cách phá vỡ những bức tường đó. Họ hiểu rằng để đạt được thành công, họ phải đối mặt và vượt qua những nỗi sợ hãi và sự thiếu tự tin của mình. Họ không để những suy nghĩ tiêu cực kiểm soát cuộc sống của mình. Thay vào đó, họ tập trung vào những điều tích cực, những cơ hội và khả năng mà họ có thể đạt được. Họ không sợ thất bại, bởi vì họ biết rằng thất bại chỉ là bài học để dẫn đến thành công. Mỗi lần thất bại, họ học được điều gì đó mới mẻ. Họ trở nên mạnh mẽ hơn và khôn ngoan hơn. Họ hiểu rằng thất bại không phải là điểm dừng, mà là một bước đệm để tiến xa hơn. Họ không để thất bại làm họ nản lòng, mà ngược lại, họ dùng nó như một động lực để cố gắng hơn nữa. Hãy thay đổi cách nhìn của bạn về thất bại. Hãy xem nó như một phần tất yếu của thành công. Đừng sợ thất bại, hãy học cách chấp nhận nó và rút ra bài học từ nó.
Mỗi lần bạn thất bại, hãy tự hỏi mình đã học được gì từ điều này? Làm thế nào để mình có thể làm tốt hơn lần sau? Bằng cách này, bạn sẽ không ngừng phát triển và tiến bộ. Và hãy nhớ rằng, bạn có sức mạnh để vượt qua mọi rào cản. Bạn có thể làm được bất cứ điều gì mà bạn đặt tâm trí vào. Hãy tin vào bản thân mình. Hãy tin rằng bạn có thể vượt qua mọi khó khăn và thử thách. Hãy dũng cảm bước ra khỏi vùng an toàn của mình. Hãy đối mặt với những nỗi sợ hãi và sự thiếu tự tin của mình. Hãy nhớ rằng, thành công không đến từ việc tránh né thất bại, mà đến từ việc học hỏi và phát triển từ những thất bại đó. Bạn có thể làm được, bạn có thể vượt qua mọi rào cản và đạt được những gì mình mong muốn. Tư duy về sự giàu có. Để hiểu rõ hơn về tư duy này, chúng ta cần nhìn vào cách người giàu suy nghĩ và hành động. Người giàu tin rằng sự giàu có của vũ trụ là vô tận. Họ không chỉ nhìn thấy cơ hội ở khắp mọi nơi, mà còn biết cách tận dụng chúng một cách hiệu quả. Họ không nhìn thế giới bằng con mắt thiếu thốn, mà là con mắt của sự dư giả, thịnh vượng. Điều này giúp họ luôn có một tâm lý tích cực và lạc quan. Họ tin rằng luôn có đủ cơ hội, đủ thành công cho tất cả mọi người. Không ai phải cạnh tranh khốc liệt để giành giật từng cơ hội nhỏ nhoi. Và họ sẵn sàng chia sẻ giá trị của mình để giúp đỡ người khác cùng thành công. Sự chia sẻ này không chỉ là về tiền bạc, mà còn là về kiến thức, kinh nghiệm và cơ hội. Hãy bỏ đi suy nghĩ, miếng bánh của người khác thì không phải của mình. Thay vào đó, hãy nghĩ rằng có đủ bánh cho tất cả mọi người. Hãy tin rằng bạn xứng đáng với sự giàu có và hạnh phúc. Điều này không chỉ giúp bạn tự tin hơn, mà còn mở ra nhiều cơ hội mới trong cuộc sống. Người giàu thường có một tầm nhìn dài hạn. Họ không chỉ tập trung vào những lợi ích ngắn hạn, mà còn đầu tư vào tương lai. Điều này giúp họ xây dựng một nền tảng vững chắc cho sự thành công bền vững. Họ cũng biết rằng thất bại là một phần không thể thiếu của hành trình đến thành công. Thay vì sợ hãi thất bại, họ học hỏi từ những sai lầm và tiếp tục tiến lên. Một yếu tố quan trọng khác trong tư duy về sự giàu có là khả năng quản lý tài chính cá nhân. Người giàu biết cách kiểm soát chi tiêu, đầu tư thông minh và tiết kiệm một cách hiệu quả. Họ cũng hiểu rằng việc tạo ra nhiều nguồn thu nhập khác nhau là cách tốt nhất để đảm bảo sự ổn định tài chính. Điều này giúp họ không bị phụ thuộc vào một nguồn thu nhập duy nhất. Cuối cùng, tư duy về sự giàu có không chỉ là về tiền bạc. Đó còn là về việc sống một cuộc sống đầy đủ, hạnh phúc và có ý nghĩa. Hãy luôn nhớ rằng sự giàu có thực sự bắt đầu từ trong tâm trí. Trên con đường làm giàu, bạn sẽ gặp rất nhiều khó khăn, thử thách. Sẽ có lúc bạn muốn bỏ cuộc, muốn quay đầu, nhưng người giàu thì không bao giờ từ bỏ. Họ kiên trì, nhẫn nại và luôn tìm cách vượt qua khó khăn. Họ hiểu rằng thành công không phải là đích đến, mà là cả một hành trình. Và họ sẵn sàng đối mặt với mọi thử thách trên hành trình đó. Thế giới luôn thay đổi, và người giàu luôn muốn học hỏi để thích nghi với sự thay đổi đó. Họ đọc sách, tham gia các khóa học, kết nối với những người thành công để nâng cao kiến thức và kỹ năng của bản thân. Họ hiểu rằng kiến thức là sức mạnh, và việc không ngừng học hỏi là chìa khóa để giữ vững thành công lâu dài. Mỗi người trong chúng ta đều có một tiềm năng vô hạn. Người giàu đã khám phá ra tiềm năng của bản thân và sử dụng nó để tạo ra sự khác biệt. Họ không ngại thử thách bản thân, bước ra khỏi vùng an toàn và theo đuổi đam mê của mình. Hãy khám phá tài năng, sở thích và đam mê của bạn. Hãy tin rằng bạn có thể làm được những điều phi thường. Thay đổi tư duy, thay đổi cuộc sống. Bạn đã sẵn sàng để thay đổi chưa? Thay đổi tư duy là bước đầu tiên và quan trọng nhất để thay đổi cuộc sống. Hãy áp dụng những tư duy của người giàu vào cuộc sống của bạn. Hãy tin vào bản thân, hãy kiên trì theo đuổi mục tiêu và không ngừng học hỏi. Thành công đang chờ đợi bạn ở phía trước. Hãy bắt đầu hành trình thay đổi tư duy và tạo dựng cuộc sống giàu có, thịnh vượng ngay hôm nay. Bạn có thể làm được. Đừng để bất kỳ ai nói với bạn rằng bạn không thể làm được. Hãy tin vào bản thân, hãy hành động và biến ước mơ thành hiện thực. Bạn có thể giàu có, bạn có thể thành công, bạn có thể đạt được mọi thứ bạn muốn. Hãy nhớ rằng, hành trình ngàn dặm bắt đầu từ một bước chân. Hãy bắt đầu hành trình của bạn ngay hôm nay. Hãy chia sẻ suy nghĩ của bạn.
Bạn đã sẵn sàng thay đổi tư duy và tạo dựng cuộc sống giàu có? Hãy chia sẻ suy nghĩ, ý tưởng và hành động của bạn với tôi và mọi người. Hãy cùng nhau tạo nên một cộng đồng giàu có, thịnh vượng và hạnh phúc.